Phẩm thứ 88, Tát Đà Ba Luân. Kinh Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cầu Bát Nhã Ba La Mật phải nên như Bồ Tát Tát Đà Ba Luân. Vị Đại Bồ Tát này hiện đang hành đạo ở cõi nước của Đức Phật Đại Lôi Âm. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: Bồ Tát Tát Đà Ba Luân cầu Bát Nhã Ba La Mật như thế nào? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân cầu Bát Nhã Ba La Mật chẳng tiếc thất mạng, chẳng màng danh lợi. Trong rừng vắng vẻ, Bồ Tát bỗng nghe giữa hư không có tiếng nói rằng: Này thiện nam tử, không hãy đi về phương đông, chớ nghĩ mệt nhọc, chớ niệm ngủ nghỉ, chớ niệm ăn uống, chớ niệm ngày đêm, chớ niệm nóng lạnh, chớ niệm ngoại cảnh. Này thiện nam tử, khi đi ông chớ nhìn hai bên, chớ hoại thân tướng, chớ hoại sắc tướng, dẫn đến thức tướng. Vì sao? Vì nếu hoại các tướng, thì ở trong Phật Pháp sẽ gặp trở ngại. Nếu gặp trở ngại, thì sẽ phải qua lại trong năm đường sanh tử, cũng sẽ chẳng được Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đáp: Tôi sẽ y theo lời dạy bảo. Vì sao? Vì tôi muốn hết thảy chúng sanh là ngọn đèn sáng chói. Tôi muốn tụ tập tất cả Phật Pháp của chư Phật. Tôi muốn được vô thượng Bồ Đề. Lại nghe giữa hư không có tiếng nói: Lành thay, lành thay. Này thiện nam tử, ông phải dành lòng tin nơi các pháp không vô tướng và vô tác. Ông phải dùng tâm ly tướng mà cầu Bát Nhã Ba La Mật. Ly tướng ngã dẫn đến ly tướng tri giả, tướng kiến giả. Ông phải thường xa lánh các ác tri thức, thường gần gũi các thiện tri thức. Như thế nào gọi là thiện tri thức? Người thường nói về các pháp không vô tướng, vô tác, vô sạch, vô diệt, dẫn đến nói về nhân thiết chủng trí, khiến người nghe được tâm an lạc, hoan hỷ, tin theo. Đó là bậc thiện tri thức của ông. Này thiện nam tử, nếu ông hành theo như vậy, thì chẳng bao lâu nữa ông sẽ được nghe Bát Nhã Ba La Mật, được nghe từ trong kinh quyển hoặc được nghe từ miệng một vị Đại Bồ Tát nói ra. Này thiện nam tử, khi nghe được Bát Nhã Ba La Mật, ông phải xem như được nghe Phật. Này thiện nam tử, ông phải biết ơn, phải nghĩ rằng nhờ các thiện tri thức mà ông mới nghe Bát Nhã Ba La Mật sẽ mau được bất thối chuyển ở nơi vô thượng Bồ Đề, sẽ được thân cận chư Phật, sẽ thường được sanh ở các cõi Phật, sẽ xa lìa được các ách nạn, sẽ được sanh vào các nơi chẳng có các ách nạn. Này thiện nam tử, ông phải tư duy chủ lượng về các công đức ấy, để từ chỗ nghe Pháp mà sanh tâm tưởng đó là như Phật. Ông trở nên mống tâm theo lợi dưỡng thế gian mà phải theo bên vị Pháp Sư. Chỉ vì ái Pháp, vì cung kính Pháp mà ông phải theo bên Bồ Tát Pháp Sư. Lúc bấy giờ ông phải đề cao cảnh giác về các ma sự. Nếu thấy có ác ma, đem năm dục dâng hiến cho Bồ Tát Pháp Sư, khiến Ngài phải thọ rồi sau mới thuyết Pháp, thì ông nên biết Ngài đã chấp nhập trần thật Pháp, đã có đầy đủ lực công đức nên thọ năm dục mà chẳng hề bị nhiễm dục. Lại nữa, có ba sự việc mà Bồ Tát Pháp Sư phải thị hiện thọ năm dục. Đó là vì Ngài muốn làm được phương tiện, muốn dạy chúng sanh gieo trồng thiện căn, muốn cùng với chúng sanh đồng sự. Đối với Ngài, ông trở nên sanh tâm tà vậy, phải một lòng tin kính, phải tự niệm rằng mình chưa có được phương tiện trí như Ngài, rằng Ngài vì muốn độ chúng sanh mà thọ năm dục, khiến họ được phước đức. Rằng tuy Ngài thọ năm dục mà ở nơi trí huệ vẫn chẳng bị trở ngại, chẳng bị dục nhiễm. Này thiện nam tử, ông phải quản hết thảy các pháp ở nơi thời tướng đều chẳng cấu chẳng tịnh. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là tự tánh không, nên chẳng có chúng sanh, chẳng có nhân, chẳng có ngã. Hết thảy các pháp đều là như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa. Này thiện nam tử, quán thời tướng các pháp rồi, ông lại phải tùy theo Pháp Sư. Được như vậy, thì chẳng bao lâu nữa ông sẽ thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, này thiện nam tử, ông vẫn thường phải giác biết các ma sự. Nếu trong lúc ông chỉ muốn nghe Bát Nhã Ba La Mật mà Bồ Tát Pháp Sư lại thuyết những pháp khác chẳng hợp với ý nguyện của ông, thì ông cũng chẳng nên sanh tâm oán hận. Ông phải một lòng tôn kính Pháp Sư, ông chẳng nên sanh tâm nhàm chán giải đãi, mà phải thường tùy theo Pháp Sư. Luận: Ở phẩm trước, Ngài Tu Bồ Đề hỏi, làm sao có thể dạy cho các Bồ Tát sự phát ý biết được tánh không? Vì tánh của các Pháp là rốt ráo không, là vô sở hữu, rất khó giải, rất khó được, nên Phật dạy, phải vì họ nói các Pháp trước có nay không. Ý Phật muốn nói rằng, tánh không chẳng phải khó biết, khó được. Vì sao? Vì các Pháp bản lai vẫn thường không, chẳng có mới cũ. Pháp tánh không tuy rất thâm thâm,
Nhưng nếu Bồ Tát Nhất Tâm tinh tấn chẳng tiếp thất mạng mà cầu được pháp ấy thì quyết định sẽ được. Bởi vậy nên Phật thuyết phẩm Tát Đà Ba Luận để dẫn chứng trong Phật Pháp có 12 bộ kinh. Tùy theo căn trí, có người tu theo bộ kinh này mà được độ, có người tu theo bộ kinh khác mà được độ. Ví như có người tu theo bộ kinh bổn sanh mà được độ, có người tu theo bộ kinh bổn sự mà được độ. Này Phật dùng bộ kinh bổn sanh để dẫn chứng khiến có người nghe được, liền giấy niệm nghĩ rằng nếu có người trước đã tu được thì nay tôi cũng phải tu được như vậy. Bởi vậy nên Phật y cứ vào kinh bổn sanh thuyết phẩm Tát Đà Ba Luân này. Phật dạy Bồ Tát cầu Bát Nhã Ba La Mật phải nên như Bồ Tát Tát Đà Ba Luân. Hỏi: Bát Nhã Ba La Mật là vô tướng, là rốt ráo không? Người hành thiền định còn khó vào được, huống nữa là người đầy phiền não, ưu sầu, thì làm sao có thể vào được? Đáp: Phật thuyết phẩm Tát Đà Ba Luân nhằm nêu gương sáng để hàng Bồ Tát tần phát ý noi theo. Hỏi: Nếu nói Bồ Tát Tát Đà Ba Luân là tần phát ý, thì vì sao vị Bồ Tát này có thể hiện ra trước mười phương chư Phật? Vì sao? Vì có thể hành Bồ Tát Đạo mà chẳng tiếp thất mạng. Vì sao khi vừa thấy Bồ Tát Đạo vô kiệt là liền được vô lượng tam muội nếu có công đức như vậy? Thì vì sao lại gọi là Bồ Tát sơ phát ý? Đáp: Có hai hạng Bồ Tát tần phát ý, đó là hạng Bồ Tát tần phát ý tuy đã phát ý nhu nhuyễn mà ở thâm tâm vẫn còn tham chấp các dục lạc thế gian. Hạng Bồ Tát tần phát ý đã phát ý nhu nhuyễn và ở thâm tâm chẳng còn chấp đắm thế gian nữa. Phật dạy, thâm tâm phát ý như vậy mới gọi là phát tâm. Phát ý thì mới là pháp nhỏ, nếu ở trong thâm tâm vẫn còn chấp đắm thế gian. Phật dạy, các tỷ kheo trong pháp của ta chẳng cần đến nhãn pháp. Vì sao? Vì tùy nhãn pháp là pháp lớn của hạng thanh văn mà Phật chỉ xem là pháp nhỏ vậy. Ví như vị vua thấy các gấm vóc chẳng cho là quý, trong khi đó người dân thường nếu được một tấm gấm sẽ rất sung sướng cho đó là vật chất quý giá. Phật chỉ muốn nêu lên chỗ nhất tâm chẳng tiếc thân mạng của người cầu Bát Nhã Ba La Mật nên mới thuyết phẩm Tát Đà Ba Luân để làm chứng. Hỏi: Bồ Tát Tát Đà Ba Luân thường hành khổ hạnh theo Bồ Tát Pháp Sư Đàm Vô Kiệt được vô lượng tam muội rồi, vì sao nói vị Bồ Tát này hiện nay còn đang hành đạo ở cõi nước của Phật Đại Lôi Âm? Đáp: Phật pháp là vô lượng vô biên, người tinh tấn tu khổ hạnh trải qua nhiều đời còn chưa được, huống nữa là Bồ Tát Tát Đà Ba Luân chỉ mới tu khổ hạnh trong một đời. Lại nữa, có nhiều Bồ Tát đã đầy đủ 10 Phật lực nhưng vì chúng sanh vẫn còn trú ở thế gian chưa làm Phật, như Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi nay vẫn còn là Bồ Tát chưa làm Phật. Lại nữa, có Bồ Tát vào tam muội thấy các quốc độ ở khắp mười phương nhiều như số vi trần, so với các đại Bồ Tát này thì Bồ Tát Tát Đà Ba Luân chỉ mới được 6 vạn tam muội, chưa phải là nhiều vậy. Ví như vị Đại Long Vương khi muốn làm mưa phát đại lôi âm, tiếng sấm sét lớn khiến các loài chim, các loài thú, các côn trùng đều sợ hãi. Cũng như vậy, Đức Phật Đại Lôi Âm khi vừa mới thành đạo liền chuyển pháp luân, khiến chúng sanh các mười phương đều phát tâm. Hàng ngoại đạo tà kiến thấy như vậy đều sợ hãi khiếp phục. Bởi vậy nên hàng thiên chúng đều gọi Đức Phật ấy là Phật Đại Lôi Âm. Hiện nay Phật Đại Lôi Âm vẫn còn. Hỏi: Bồ Tát Tát Đà Ba Luân cầu Bát Nhã Ba La Mật như thế nào mà được công đức lớn như vậy? Đáp: Có Bồ Tát tuy chưa được thật trí huệ mà vẫn thường thâm niệm Bát Nhã Ba La Mật chẳng tiếc thân mạng nên có công đức lớn. Do công đức lớn như vậy nên cũng được gọi là Đại Bồ Tát. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân từ tấm bé đã là một người đa sầu đa cảm. Khi thấy có chúng sanh bần cùng đau khổ cũng như khi gặp trở ngại trong lúc hành đạo ngày thường khóc lóc. Có thuyết nói dù Bồ Tát sống ở nơi hoang vắng xa lìa dân chúng mà vẫn thường tư duy trìu lượng nhất tâm của Phật Đạo. Bồ Tát sanh vào thời chẳng thấy được Phật nhưng vẫn thường phát tâm đại bi tinh tấn chẳng bao giờ thôi nghỉ. Lại có thuyết nói vào các đời trước Bồ Tát đã gieo trồng các nhân duyên phước đức nên đời nay mới nhất tâm tinh tấn. Bởi hai nhân duyên ấy nên đời nay mới nghe được lời dạy bảo vang lên giữa hư không. Thế nhưng vừa mới nghe chưa kịp hỏi lại cho cặn kẽ rõ ràng thì tiếng nói giữa hư không bỗng im bặt, khiến Bồ Tát rất buồn khổ khóc lóc suốt cả 7 ngày đêm. Hỏi: tiếng nói vang lên giữa hư không là của ai?
Đáp có thuyết nói, vị Bồ Tát Tát Bà Bà, Tát Đà Bà Luân chẳng tham đắm thế gian, chỉ nhất tâm cầu Phật đạo. Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thiên Long, đem lòng thương xót mà khuyên như vậy. Có thuyết nói, vào thời chẳng có Phật, chư Phật vẫn thường khai thị cho chúng sanh, khiến họ được Bát Nhã Ba La Mật, nên thường có tiếng nói vang lên giữa hư không để khuyên chúng sanh như vậy. Lại có thuyết nói, Bồ Tát Tát Đà Bà Luân ở đời trước đã gieo trồng nhiều thiện căn, nên ở trong rừng vắng, quỷ thần thấy Bồ Tát vì cầu đạo mà phải sầu khổ như vậy, bèn đem lòng thương phát ra tiếng nói giữa hư không. Trong kinh có chép mẩu chuyện sau đây. Ở thành Phương Xá có một vị Bà La Môn vì ăn quá nhiều chẳng tiêu mà chết. Sau khi chết, vị Bà La Môn ấy trở thành một trong những vị thần giữ thành. Có một hôm, ông Tu Đạt Đà đến nhà một vị trưởng giả trong thành ấy, thấy vị ấy đang bày la liệt các thức ăn uống, bèn hỏi rằng, ông sắp tổ chức đám gà cho con gái, hay sắp thỉnh một vị quốc vương để dự tiệc, mà xem vẻ ông quá bận rộn như vậy. Ông trưởng giả đáp, tôi sắp thỉnh Phật cùng chúng tăng về đây. Ông Tu Đạt Đà vừa nghe nói đến Phật liền sanh tâm hoan hỉ. Ông trưởng giả do đời trước đã được thân cận và cúng dường Phật, nên nói về các công đức của Phật cho ông Tu Đạt Đà nghe. Nghe xong, ông Tu Đạt Đà nôn nóng muốn được thấy Phật. Do tâm trí thành như vậy nên giữa đêm tối ông bèn mở cửa đi tìm Phật. Lúc bấy giờ Phật đang ở tại rừng Hàng Lâm. Ông Tu Đạt Đà nương theo ánh trăng lần bước theo hướng rừng ấy, nhưng chỉ vừa đi được nửa chặng đường thì trăng lặn, vạn vật chìm trong bóng tối, khiến ông Tu Đạt Đà thối tâm muốn trở về thành. Lúc bấy giờ vị thần giữ thành liền phóng quang minh chiếu sáng khắp vùng và nói với ông Tu Đạt Đà rằng, này cư sĩ, ông chớ nên sanh tâm sợ hãi, chớ nên thối tâm, ông nên tiếp tục đi tìm Phật sẽ được lợi ích lớn. Ông Tu Đạt Đà nghe lời khuyên của vị thần tiếp tục đi, và chỉ một thời gian ngắn sau đó ông gặp được Phật. Trong kinh cũng có chép bài kệ tán thán ông Tu Đạt Đà rằng, Tu Đạt Đà mới vừa thấy Phật liền đắc sơ quả Tu Đà Hoàn. Ông thỉnh Phật tăng về nước vệ, xin chọn đời lo việc cúng dường. Vì ông Tu Đạt Đà, Phật bảo ngài xá lợi Phất về thành xá vệ lập tịnh xá. Do thấy ông Tu Đạt Đà mong muốn được gặp Phật, mà vị thần giữ thành Phương Xá đã hiện làm bậc thiện tri thức chiếu quang minh khai đạo cho ông. Cũng như vậy, do thấy Bồ Tát Tát Đà Ba Luân sầu khổ vì đạo, mà chư vị thiện tri thức động lòng thương khai đạo cho Bồ Tát vậy. Hỏi, đói khát nóng lạnh bức bách thân, chẳng để cho được an ổn, vì sao chẳng nghĩ đến, mà chỉ nhất tâm ái làm Phật đạo, chẳng hề tiếc thân mạng. Đáp, đồ ăn thức uống áo quần chỉ là pháp trợ thân. Bồ Tát dù phải chịu đói khát nóng lạnh cũng chẳng bị loạn tâm. Bồ Tát biết rõ thân là vô thường, là chẳng thật có, là phường oán tặc, chẳng nên vì cơm áo mà phải xả Phật đạo. Bồ Tát tinh tấn tu hành cả ngày lẫn đêm, biết rõ nội pháp là thân và ngoại pháp là năm dục đều chẳng nên chấp, lại cũng chẳng đưa mắt nhìn ngó qua lại hai bên, biết rõ việc làm như vậy khiến tâm bị tán loạn, chướng ngại cho việc hành đạo. Bồ Tát cũng biết rõ các ác ma thường nhiễu loạn người tu, khi gặp các ác ma hiện các thân trước mặt mình, Bồ Tát chẳng hề chấp nên trừ được các thô niệm. Bồ Tát cũng chẳng hoại thân tướng. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ thân do năm ấm hòa hợp mà giả danh có. Nếu chấp thân quyết định có thì đó là hoại thân tướng. Nhưng nếu chấp chẳng có thân thì đó cũng là hoại thần tướng. Bởi vậy nên Bồ Tát lì cả hai chấp có và không, hành trung đạo. Hành trung đạo như vậy mới mau được vô thượng Bồ Đề. Phật dạy, hoại thần tướng là chướng ngại Phật Pháp. Người hoại thần tướng phải qua lại trong năm đường sanh tử, chẳng có thể được Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân hướng lên không trung nguyện rằng, vì hết thảy chúng sanh đang bị trầm luân trong vô minh hắc ám, tôi muốn đốt ngọn đèn trí huệ soi sáng cho họ. Vì hết thảy chúng sanh đang bị phiền não làm nhiễu loạn, tôi muốn họ đều được pháp lạc. Vì thế hết thảy chúng sanh đang bị đọa về tà kiến, tôi muốn vì họ cầu được vô thượng Bồ Đề. Do ba lời nguyện đó mà Bồ Tát Tát Đà Ba Luân sẽ được Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân chỉ nghe tiếng nói vang giữa hư không chẳng có thấy người, như vậy vì sao Bồ Tát lại đáp, tôi sẽ xin y theo lời chỉ giáo. Đáp, người cầu đạo nghe lời hay, lẽ thật giữa hư không, có thể biết đó là lời thành thật của thiện tri thức, chẳng cần phải thấy tận mắt vậy. Ví như trong đêm tối, nghe tiếng nói của các loài vật vọng lại, cũng có thể phân biệt chủng loại của các loài vật đó là xấu hay tốt, dữ hay lành, vân vân.
Bồ Tát nghe giữa hư không tán thán: lành thay, lành thay. Vì sao có lời tán thán như vậy? Vì dù chẳng thấy hình dáng vị thiện tri thức đã huyền dạy mình, mà Bồ Tát Tát Đà Ba Luân vẫn một lòng tín thọ thiện ngữ. Bồ Tát muốn độ hết thảy chúng sanh nên tinh tấn cầu vô thượng Bồ Đề tâm chẳng hề giải đãi. Bởi nhân duyên vậy nên ở giữa hư không có những lời tán thán lành thay như đã nêu trên đây. Tiếng nói giữa hư không dạy rằng ông phải có lòng tin nơi các pháp không vô tướng và vô tác, vì đây là cửa dẫn vào nơi thật tướng pháp. Ông phải sanh tín căn, tín lực vững mạnh. Có được tín căn tín lực rồi, ông sẽ có được đầy đủ các căn các lực khác. Ông phải đi tướng mà cầu bát nhã và là mật. Ông phải quán hết thảy pháp tướng là rốt ráo không. Quán tướng chúng sanh dẫn đến quán tướng Phật là rốt ráo không. Hỏi: ba giải thoát môn không vô tướng và vô tác, nhiếp trong bát nhã và là mật. Vì sao trong hội bát nhã ba la mật lại nói riêng về ba giải thoát môn? Nếu ba giải thoát môn chẳng nhiếp trong bát nhã và là mật, thì vì sao các kinh đều nói ba giải thoát môn nhiếp trọn vào trong bát nhã ba la mật? Đáp: hết thảy các pháp đều nhiếp trọn vào trong bát nhã ba la mật. Chúng sanh sợ khổ muốn cầu được giải thoát nên từ trong bát nhã ba la mật cần phải tách riêng ba giải thoát môn để vì họ nói trước. Ly hai bên nhị biên có nghĩa là ly tướng chúng sanh, ly tướng các pháp, là nhân duyên dẫn vào ba giải thoát môn, dẫn đến được đầy đủ bát nhã ba la mật. Hỏi: vì sao sau khi dạy tu tinh tấn, tu ba giải thoát môn, tu bát nhã ba la mật này lại phải thân cận thiện tri thức? Đáp: dù có pháp quý mà chẳng có người hướng dẫn tu hành thì rất dễ bị lầm lạc. Ví như có sẵn một tủ thuốc tốt mà chẳng có vị thầy thuốc hay trần bệnh cho toa, thì cũng chẳng sao dùng các thuốc tốt đó để chữa cho lành bệnh được. Cũng như vậy, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân là Bồ Tát tần phát ý, còn Bát Nhã Ba La Mật là pháp bảo quá thậm thâm, chẳng có thể chỉ nghe giữa hư không lược dạy mà có thể vào được. Bởi vậy nên phải tìm thiện tri thức để học hỏi thêm. Người thường dạy về các pháp không vô tướng, vô tác, vô sanh, vô diệt, tức Bát Nhã Ba La Mật, thường dạy phải nhất tâm hướng về nhất thiết chủng trí là bậc thiện tri thức. Nếu gặp được thiện tri thức thì chẳng bao lâu sẽ gặp được tòa thuốc tốt, sẽ mau lành bệnh. Tiếng nói giữa hư không dạy Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rằng nếu ông đúng như pháp mà hành thì chẳng bao lâu nữa ông sẽ được bát nhã, được nghe bát nhã bà là mật, hoặc từ trong kinh quyển hoặc từ miệng một vị đại Bồ Tát nói ra. Ông hãy tìm đến Bồ Tát Đạp Vô Kiệt mà học đạo. Ở nơi đó có Bồ Tát, có Bát Nhã Ba La Mật, trong bảo đài có kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật, lại có Bồ Tát Đàm Vô Kiệt thường thuyết về Bát Nhã Ba La Mật. Người chưa đầy đủ phước đức sẽ được học Bát Nhã Ba La Mật qua kinh quyển. Người đã có nhiều phước đức sẽ được Bồ Tát Đàm Vô Kiệt trực tiếp truyền dạy. Dù ở nơi kinh, dù ở nơi thầy, người nghe vẫn sẽ được Phật tưởng, vẫn đến được Phật đạo. Ví như người dùng đò để qua sông, khi đã qua bờ bên kia rồi, thường chẳng còn nghĩ đến chiếc đò đã giúp mình đến nơi an toàn. Cũng như vậy, người thế gian, khi đã được học pháp nơi thầy rồi, thường quên ơn thầy. Bởi vậy nên tiếng nói giữa hư không lại dạy Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rằng ông phải biết ơn, phải nghĩ rằng nhờ có thầy mà ông mới được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Do được nghe Bát Nhã Ba La Mật mà ông sẽ mau được bất thối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề, sẽ được thân cận chư Phật, sẽ thường được sanh ở các cõi Phật, sẽ sanh ở các chốn chẳng có các ách nạn. Ông phải nghĩ rằng được các công đức lớn như vậy là nhờ nơi Bát Nhã Ba La Mật, được Bát Nhã Ba La Mật là nhờ có thầy chuyển pháp. Bởi vậy nên ông phải xem Bát Nhã Ba La Mật, phải xem pháp sư như là Phật vậy. Lại có trường hợp người đệ tử lúc ban đầu chỉ vì Bát Nhã Ba La Mật mà theo sát bên vị pháp sư để cầu học, nhưng lâu sau cũng có nhiều tín thí cúng dường nên lại sanh tâm chấp đắm lợi dưỡng. Bởi vậy nên nói, nên tiếng nói giữa hư không lại dạy Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rằng ông trở nên mống tâm theo các lợi dưỡng thế gian, mà phải nên theo sát bên vị pháp sư. Hỏi: vì sao đang nói về vấn đề thân cận thiện tri thức lại nói qua các nhân duyên khác? Đã có người đã được thiện tri thức dạy dỗ mà chẳng có vừa lòng nên trở lại oán thầy, khiến phải bị đọa địa ngục. Có người lại tìm cách vạch các lỗi lầm của thầy, dẫn đến hủy báng thầy, nói xấu thầy. Dù nghĩ đúng, dù nghĩ sai, thì người đệ tử cũng tự hoại tâm mình, chẳng sao có được pháp lợi. Bởi vậy nên tiếng nói giữa hư không lại dạy Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rằng
Nếu thấy pháp sư có lầm lỗi, ông chẳng nên sanh tâm sân hận. Ông nên tự niệm rằng vì đời trước chẳng có đầy đủ phước đức nên chẳng được gặp Phật. Nay gặp thầy có phạm lỗi lầm cũng chẳng nên chấp mà bỏ mất Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì mặc dù thầy có lỗi, người đệ tử cũng vẫn phải theo thầy để thọ pháp. Ví như có cái đãi bề ngoài xấu xí mà bên trong có chứa đựng vàng. Nếu chê cái đãi xấu xí mà chẳng cầm lấy thì sẽ chẳng có được số vàng ở bên trong. Lại ví như đi trong đêm tối, phải theo ánh đuốc của người dẫn đường. Nếu biết người dẫn đường là kẻ xấu mà từ chối, chẳng đi theo ánh đuốc thì chẳng sao đi đến nơi chốn được. Lại nữa, người đệ tử theo thầy học đạo phải giác biết về các ma sự. Bởi vậy nên tiếng nói giữa hư không lại dạy Bồ Tát Tát Đà Bá Luân rằng: nếu thấy có ác ma đem năm dục dâng hiến pháp sư, khiến ngài phải thọ dụng rồi mới thuyết pháp, thì ông nên biết rằng pháp sư đã có đầy đủ công đức nên thọ năm dục mà chẳng bị nhiễm dục. Lại nữa, có trường hợp pháp sư thị hiện thọ năm dục để dùng làm phương tiện để dạy chúng sanh gieo trồng thiện căn, để cùng với chúng sanh đồng sự nhằm giáo hóa họ. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát đã thông đạt thật tướng pháp nên chẳng có bị chướng ngại, chẳng có bị tội lỗi. Tùy hiện thấy có tội mà tự tâm chẳng bị chướng ngại. Ví như người còn trai tráng dồi dào sức lực, tuy có ăn nhiều thức ăn mà vẫn chẳng sanh bệnh. Lại ví như người đã có thuốc trị độc tốt, thì khi ăn phải chất độc nên tự giải được độc, chẳng bị hại vậy. Như vậy, sơ lược về các nhân duyên cho thấy rằng người đệ tử theo thầy học đạo trở nên sanh tâm hiềm giận thầy. Là như vậy chỉ có hại cho mình, tự mình xa rời Bát Nhã Ba La Mật, tự mình xa rời nhất thiết chủng trí vậy. Như trong kinh dạy rằng: người trì giới thanh tịnh, thuyết pháp thanh tịnh, thường ly năm dục, có oai đức lớn, được nhiều người tôn kính cúng dường. Đệ tử thọ pháp với thầy trở nên quan tâm đến tiền tài bổng lộc của thầy, chớ bao giờ sanh tâm giận hận đối với thầy. Đệ tử phải tự nghĩ rằng do đời trước mình có tội lỗi nhiều nên đời nay mới sanh làm người thấp hèn. Chẳng phải thầy khinh mình, mà vì mình chẳng có được phước đức nên chẳng được gần gũi thầy. Lại nữa, ở nơi thầy mình phải phá kiêu mạn nhẫn nhục để cầu pháp. Vì sao? Vì người cầu Bát Nhã Ba La Mật phải nhất tâm cung kính vị pháp sư của mình, chẳng niệm hơn thua tốt xấu. Nếu được nhẫn nhục như vậy thì ở nơi thầy mới được nhất tâm chẳng tăng chẳng giảm, mới thọ nhận được đầy đủ diệu pháp do thầy truyền đạt vậy. Ví như cái bình đất dùng để đựng nước phải được nung thật chín, chẳng có chỗ nứt dạn, mới giữ trọn vẹn nước, chẳng để cho nước thoát ra ngoài. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân nghe lời dạy giữa hư không như vậy rồi nhất tâm đi về phương Đông tìm thầy học đạo. Hết quyển 96. Luận Đại Trí Độ, quyển 97. Phẩm thứ 88 tiếp theo, Tát Đà Ba Luân tiếp theo. Kinh: Này Tu Bồ Đề, sau khi đã được nghe lời dạy bảo từ giữa cõi hư không, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đi theo hướng đông mà đi. Nhưng đi chưa được bao lâu, ông chợt nghĩ rằng: vì sao tôi chẳng hỏi giữa hư không là tôi phải đi đến đâu, sẽ phải đi bao xa nữa, sẽ phải đi theo ai để học Bát Nhã Ba La Mật? Nghĩ như vậy xong, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân liền dừng lại khóc lóc bi thảm và tự nghĩ rằng: tôi phải ở lại nơi đây từ 1 cho đến 7 ngày đêm, chẳng niệm cơ khổ, chẳng niệm đói khát, chẳng niệm nóng lạnh. Nếu tôi chẳng có được nhân duyên nghe Bát Nhã Ba La Mật thì tôi nguyện chẳng đứng dậy rời khỏi nơi đây. Này Tu Bồ Đề, ví như người chỉ có một đứa con duy nhất bỗng nhiên bị chết. Người ấy rất sầu khổ, ở trong lòng chỉ ôm mối sầu khổ, chẳng sanh một niệm gì khác. Cũng như vậy, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân lúc bấy giờ chẳng sanh tâm niệm khác ngoài tâm niệm duy nhất rằng: bao giờ tôi mới được nghe Bát Nhã Ba La Mật? Vì sao tôi chẳng hỏi giữa hư không là tôi phải đi đến đâu, sẽ phải đi bao xa nữa, sẽ phải đi theo ai để học Bát Nhã Ba La Mật? Này Tu Bồ Đề, trong khi Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đang sầu niệm như vậy thì ở giữa hư không có tiếng Phật bảo rằng: lành thay, lành thay, này thiện nam tử, các đức Phật quá khứ cũng cầu Bát Nhã Ba La Mật như ông cầu ngày hôm nay. Ông hãy siêng năng tinh tấn, một lòng ái pháp mà tiếp tục đi về phương Đông. Từ nơi đây đi 500 do tuần sẽ gặp thành Chúng Hương. Thành có 7 lớp bằng 7 báu trang nghiêm,
có lâu đài bằng bảy báu trang nghiêm, có bảy lớp hào, có bảy hàng cây báu bao quanh, thành rộng 12 do tuần đẹp đẽ an tịnh, dân chúng trong thành đông đúc và rất sung túc. Thành gồm 500 thị trấn, có đường xá đẹp đẽ trang nghiêm, có cầu rộng rãi sạch sẽ, có mặt đất bằng phẳng, chẳng khác gì một bức tranh vẽ. Trên bảy lớp thành đều có các lâu đài bằng bảy báu, có các hàng cây bảy báu, cành lá toàn bọc vàng bạc, xà cừ mã não, sàn hồ hồ phách, lưu ly pha lê cùng trân châu màu hồng. Từ các cành cây thòng xuống những dây bằng vàng ròng kết thành những tấm lưới lớn trùm khắp thành, gió thổi khuấy động các linh lưới, tạo ra âm thanh hòa nhã làm vui lòng người nghe, ví như một dàn nhạc khi trỗi lên các bản hòa tấu có sức hấp dẫn kỳ diệu, đem lại cho khán thính giả một bầu không khí hòa nhã, vui tươi và an lạc, thanh thoát đối với người nghe vậy. Ở bốn phía thành có các hồ nước, nước chảy đều thanh tịnh, mát mẻ, nóng lạnh tùy theo ý muốn. Trên mặt hồ có những chiếc thuyền bằng bảy báu đẹp đẽ, đây là do các phước nghiệp đời trước của chúng sanh ở nơi đây tạo ra. Ngồi trên các thuyền chèo qua lại trên hồ thật là vui vẻ thoải mái. Trong hồ có đủ loại hoa sen xanh, vàng, trắng, đỏ cùng các loại hoa khác. Bao nhiêu thứ hoa đẹp khắp cõi đại thiên thế giới đều có ở trong hồ. Ở bốn phía thành có 500 khu vườn nhà bằng bảy báu trang nghiêm rất hấp dẫn. Mỗi khu vườn có 500 hồ nước rộng, 10 dặm. Thành hồ làm bằng bảy báu rất trang nghiêm, màu sắc rực rỡ. Trong các hồ cũng đều có đủ loại hoa sen, xanh, vàng, trắng, đỏ. Mỗi hoa sen lớn bằng cái bánh xe và màu gì thì phát ra ánh hào các màu đó. Trong các hồ có đủ loại chim quý như khổng tước, chim uyên ương cùng các loại chim khác. Tiếng chim hót tạo thành những âm thanh hòa hợp rất vui tai. Các khu vườn nhà ấy chẳng thuộc về ai cả. Tất cả chúng sanh ở trong thành do phước duyên đời trước đều đến được, do đều thâm ái chánh pháp và thật hành bát nhã ba la mật nên mới được thọ quả báo như vậy. Này thiện nam tử, trong thành chủng hương ấy có đài cao rộng, trên đài là cung điện của Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Cung điện ấy rộng một do tuần, bằng bảy báu trang nghiêm với nhiều màu sắc rực rỡ rất vui mắt. Có bảy thứ lớp tường cao bằng bảy báu bao quanh, lan can lầu gác cũng toàn bằng bảy báu, lại có bảy lớp hồ bằng bảy báu, bảy hàng cây cành lá đều bằng bảy báu bao quanh cung điện. Trong cung điện ấy có bốn khu vườn để vui chơi giải trí. Các khu vườn có tên là Thượng Hỷ, Lưu Ly, Hoa Sức và Hương Sức. Trong mỗi khu vườn đều có 8 cái hồ. Các hồ có tên là Hiền, Hiền Thượng, Hoan Hỷ, Hỷ Thượng, An Ổn, Đa An Ổn, Viễn Ly và A Bệ Bạt Trí. Cả bốn bờ quanh hồ đều là bằng vàng bạc lưu ly pha lê. Đáy hồ làm bằng chất pha lê, trên có trải cát bằng vàng. Mỗi hồ có 8 cái thang bằng đá quý. Quanh hồ có các hàng cây ba tiêu bằng vàng ròng diêm phủ đàn. Trong hồ có đủ loại hoa sen xanh, vàng, trắng, đỏ. Hoa sen nở đầy khắp mặt hồ. Quanh hồ có các cây hoa đẹp. Khi gió thổi, hoa rụng xuống hồ làm cho nước hồ có đầy đủ 8 công đức, có mùi vị trên đàn, đủ màu sắc và mùi vị, vừa nhẹ nhàng vừa êm dịu. Ở trong cung điện Bồ Tát Đàm Vô Kiệt cùng 6.800.000 thể nữ cùng chung hưởng năm dục đầy đủ. Dân chúng nam cũng như nữ đều vào vui chơi trong các khu vườn, các ao hồ, chung hưởng năm dục đầy đủ. Này thiện nam tử, sau khi đã cùng các thể nữ vui chơi, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt ngày ba thời thuyết kinh bát nhã ba la mật. Dân chúng trong thành, nam nữ lớn nhỏ đều tụ tập nhau thiết lập pháp tòa lớn. Bốn chân pháp tòa làm bằng vàng bạc lưu ly pha lê. Trên mặt pháp tòa có trải màu sắc đẹp đẽ, có các gối kê chân cũng màu sắc đẹp đẽ. Trên đệm vào gối đều có dải rượu hương thơm ngát. Pháp tòa cao 5 dặm, có treo trướng thòng xuống sát mặt đất. Cả bốn bên pháp tòa đều có dải các thứ hoa thơm 5 sắc, có các thứ hương thơm sông đất tỏa mùi hương thơm ngát. Tất cả đều nhằm cung kính và bát nhã và cúng dường bát nhã ba la mật và Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Dân chúng cung kính thỉnh Bồ Tát lên pháp tòa để thuyết giảng kinh bát nhã ba la mật.
Pháp hội có đến 500 vị chư thiên cùng người thế gian đều vân tập quanh pháp tòa. Trong số đó có vị nghe, có vị thọ, có vị trì, có vị tụng, có vị biên chép, có vị chánh quán, có vị như thuyết tu hành. Do nhân duyên được nghe pháp như vậy nên lúc bấy giờ chẳng bị đọa vào ba đường ác, chẳng thối tâm nơi vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, ông nên đến chỗ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt để được nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Này thiện nam tử, trải qua nhiều kiếp, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt đã từng làm thiện tri thức của ông, đã dạy cho ông đạo vô thượng Bồ Đề, rồi đây lại sẽ khai thị làm lợi ích cho ông. Trước kia, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt cũng đã cầu Bát Nhã Ba La Mật, y như ông cầu ngày hôm nay. Ông hãy đi ngày, chớ quản ngại ngày đêm, chớ quản ngại khó khăn, chẳng bao lâu nữa ông sẽ được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rất vui mừng phấn khởi, mong chờ ngày được gặp vị thiện tri thức để được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, ví như người bị trúng mũi tên độc, chẳng có niệm gì khác, chỉ mong đến lúc được gặp vị thầy thuốc giỏi, nhổ mũi tên độc ra và trị độc cho mình. Cũng như vậy, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân chẳng có niệm gì khác, chỉ mong đến lúc được gặp Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, được nghe Bát Nhã Ba La Mật để đoạn trừ tâm chấp trước, hữu tâm của mình. Do nhất tâm tưởng niệm Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, mà ở ngay tại chỗ Bồ Tát Tát Đà Ba Luân được tri kiến vô ngại ở nơi hết thảy các pháp. Ở ngay hiện tiền, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân liền đắc vô lượng tam muội như trừ pháp tánh quán tam muội, trừ pháp tánh bất khả đắc tam muội, phá trừ pháp vô minh tam muội, trừ pháp bất dị tam muội, trừ pháp bất hoại tự tại tam muội, trừ pháp năng chiếu tam muội, trừ pháp ly ám tam muội, trừ pháp vô dị tướng tương tục tam muội, trừ pháp bất khả đắc tam muội, tán hoa tam muội, trừ pháp vô ngã tam muội, như huyễn hoài thế tam muội, như cảnh tượng tam muội, nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tam muội, nhất thiết chúng sanh hoan hỷ tam muội, phân biệt âm thanh tam muội, chủng chủng ngữ ngôn tứ cú trang nghiêm tam muội, vô ý tam muội, tánh thường mặc nhiên tam muội, vô ngại giải thoát tam muội, ly trần cấu tam muội, danh tự ngữ ngôn trang nghiêm tam muội, kiến trừ pháp tam muội, trừ pháp vô ngại đảnh tam muội, như hư không tam muội, như kim cang tam muội, vô ý trước sắc tam muội, thắng tam muội, chuyển nhãn tam muội, tất pháp tánh tam muội, thường an ổn tam muội, sư tử hống tam muội, thắng nhất thiết trùng chúng sanh tam muội, tán hoa trang nghiêm tam muội, đoạn nghi tam muội, nhất thiết kiên cố tam muội, xuất chư pháp thần thông lực vô ý tam muội, thường đạt chư pháp tam muội, trừ pháp tài ấn tam muội, trừ pháp vô phân biệt kiến tam muội, đi trừ kiến chấp tam muội, lý nhất thiết u ám tam muội, lý nhất thiết tướng tam muội, giải thoát nhất thiết trước tam muội, chú nhất thiết giải đãi tam muội, thâm pháp minh tam muội, bất khả đoạt tam muội, phá ma tam muội, bất trước tam giới tam muội, khởi quang minh tam muội, kiến chư Phật tam muội. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân an trú trong các tam muội ấy, liền thấy vô lượng chư Phật ở khắp mười phương đang vì chư Bồ Tát thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Luận hỏi: vì sao Bồ Tát Tát Đà Ba Luân quên chẳng hỏi thêm giữa hư không về các vấn đề cần phải biết? Đáp: vì Bồ Tát Tát Đà Ba Luân quá vui mừng nên quên hỏi. Người quá buồn hay quá vui vẫn thường hay quên như vậy. Hỏi: tiếng nói giữa hư không đã dứt rồi, vì sao Bồ Tát Tát Đà Ba Luân giữ im lặng suốt 7 ngày mà chẳng có hỏi lại? Đáp: trước đây ở chốn rừng vắng, do nhất tâm cầu Bát Nhã Ba La Mật mà Bồ Tát Tát Đà Ba Luân nghe được lời dạy bảo giữa hư không. Này Bồ Tát cũng muốn được nhất tâm cầu Bát Nhã Ba La Mật như trước để được nghe lời dạy bảo giữa hư không, nhằm đoạn nghi cho mình. Vì sao? Vì Bồ Tát đã xả thế lạc, thâm nhập Phật đạo, nhưng chẳng hiểu sao vừa mới nghe lời khai thị, chưa kịp đoạn nghi thì tiếng nói giữa hư không lại liền bật dứt. Ví như đứa con nít vừa được thức ăn ngon, đang thích thú mà thức ăn đó đã hết, khiến em bé khóc lóc buồn thảm. Cũng như vậy, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân có được các thuận duyên để được nghe, được học Bát Nhã Ba La Mật, nhưng Bồ Tát
chỉ mới có được ít khí vị bát nhã ba la mật, chưa thông đạt được bát nhã ba la mật mà tiếng nói giữa hư không đã mất, khiến Bồ Tát chẳng còn biết phải đi đâu, phải đi bao xa nữa và phải gặp ai để được nghe bát nhã ba la mật. Do vậy mà Bồ Tát phải ở lại và khóc than suốt 7 ngày đêm. Hỏi: vì sao hết hạn 7 ngày đêm rồi Phật mới hiện thân? Đáp: ví như người khát nước nhiều mới cho nước là quý, chờ 2-3 ngày thì quá ít, còn nếu để quá 7 ngày thì lại quá nhiều, khiến người trong cuộc mất hết sự nhẫn nại, dẫn đến sẽ sanh ưu sầu trở ngại cho việc cầu đạo. Bởi vậy nên trong kinh mới nói đến thời hạn 7 ngày. Hỏi: vì sao Bồ Tát Tất Đà Ba Luân phải khóc lóc thảm thiết như người cha khóc khi chôn con mình vậy? Đáp: trong tất cả các pháp thì bát nhã ba la mật là pháp tối thượng, là chân thật pháp của chư Phật mười phương. Ở nơi bát nhã ba la mật, Bồ Tát Tất Đà Ba Luân chỉ mới được chút ít khí vị bát nhã ba la mật, chưa thông đạt đầy đủ nên sầu khổ khóc lóc như cha chôn con vậy. Ví như cha mẹ nuôi dưỡng con, muốn con cháu trưởng thành để làm việc lớn cũng như vậy. Bồ Tát muốn tăng ít lực bát nhã ba la mật, mong được bất thối chuyển dẫn đến được thành Phật. Ví như con có hiếu với cha mẹ, trọn đời chẳng xa rời tâm hiếu. Cũng như vậy, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật từ khi mới phát tâm cho đến khi được thành Phật, trọn đời chẳng xa rời bát nhã ba la mật. Lại ví như cha mẹ gặp được con liền sanh tâm hoan hỷ mừng rỡ, cũng như vậy Bồ Tát được bát nhã ba la mật sanh tâm hoan hỷ mừng rỡ. Thế nhưng giữa phàm phu và Bồ Tát có nhiều sự sai khác. Ví như người cha tuy rất thương con mà chẳng thể vì con hy sinh đầu mắt chân tay của mình. Trái lại, Bồ Tát vì chúng sanh sẵn sàng hy sinh thân mạng của mình. Ví như con dù rất có hiếu với cha mẹ cũng chỉ báo hiếu có hạn lượng, phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ trong hiện tại đem lại lợi ích rất nhỏ. Còn Bồ Tát dùng phương tiện bát nhã ba la mật chẳng gì mà chẳng làm được. Bồ Tát dạy chúng sanh tu các thiện pháp dẫn đến đưa chúng sanh đến nhất thiết chủng trí, khiến được lợi ích lớn. Ví như con dù rất có hiếu, rất giàu có cũng chỉ báo hiếu cha mẹ nhiều lắm là trong một đời. Bồ Tát dạy chúng sanh hành bát nhã ba la mật khiến họ được lợi ích trong vô lượng đời, dẫn đến được thành Phật. Pháp báo hiếu chỉ là giả danh chẳng có thật, còn bát nhã ba la mật là chân thật thánh pháp chẳng có hư dối. Ví như còn báo hiếu cha mẹ chỉ làm cha mẹ mình sung sướng trong hiện đời, mà chẳng sao có thể làm tiêu được ưu sầu khổ não của cha mẹ trong vô lượng kiếp. Bồ Tát dạy chúng sanh hành bát nhã ba la mật khiến họ được tiêu ưu sầu khổ não, dẫn đến được chân thật lạc, được giải thoát, được thành Phật. Ví như con dù rất có hiếu với cha mẹ cũng chẳng thể làm cho cha mẹ thoát khỏi các khổ sanh già và chết. Bồ Tát dạy chúng sanh hành bát nhã ba la mật khiến họ thoát được các khổ sanh già và chết, ra khỏi ngục tù ba cõi. Trên đây tóm được các nhân duyên và thí dụ cho thấy sự sai khác giữa phàm phu và Bồ Tát. Người cha chôn con đương nhiên là rất đau buồn, nhưng nỗi đau buồn đó chẳng sao có thể sánh với được nỗi đau buồn của Bồ Tát cầu bát nhã ba la mật mà chưa được như nguyện. Đây là lý do vì sao Bồ Tát Tất Đà Ba Luân đã khóc thảm thiết suốt 7 ngày đêm vậy. Hỏi: Đức Phật hiện ra giữa hư không là Đức Phật gì? Phải chăng đây là Đức Phật phát ra lời dạy trước đây nay mới hiện thân? Nếu Phật đã hiện thân, vì sao chẳng liền độ Bồ Tát Tất Đà Ba Luân mà lại bảo Bồ Tát phải đi đến chỗ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt?